Bạn thân Vũ Linh lộ ghi âm ủ mưu với cô Sáu, giành nhà từ 2017, đòi hồng loan trên 50%, thực hư ra sao? Ngày 5 tháng 3, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Tuy nhiên, điều đau lòng là khi nghệ sĩ nằm xuống là lúc gia đình mâu thuẫn, dắt nhau ra tòa kiện tụng tranh chấp tài sản. Theo người nhà nghệ sĩ thì, sau đám tang nghệ sĩ Vũ Linh, khi gia đình bàn về việc phân chia tài sản thừa kế, nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái Vũ Linh, đề nghị được đứng tên đồng sở hữu căn nhà trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận là tài sản Vũ Linh để lại với Hồng Loan, con gái nuôi của cố nghệ sĩ, nhằm để giữ lại nơi thờ cúng Vũ Linh và người thân đã khuất trong dòng họ nhưng không nhận được sự đồng tình. Từ đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, không còn tìm được tiếng nói chung. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng khi một đoạn ghi âm được tung ra, vô tình hé lộ nhiều thông tin liên quan vụ việc. Đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân của cố nghệ sĩ Vũ Linh là ông Charles Thành và ông T. Theo đoạn ghi âm, ông T đã gọi cho ông Thành để nói về tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ông T cho biết đã nhiều lần khuyên bà Nhung, ý ám chỉ em gái Vũ Linh, nhỏ nhẹ với Hồng Loan vì cô có giấy khai sinh hợp pháp. Cái câu chuyện này tôi có nói con Nhung mà sao nó không nghe tôi. Tôi thấy dối lắm, mới kêu vợ chồng con Loan nó qua. Tôi nói với con Loan thế này, theo thủ tục giấy tờ, ba biết là con có giấy khai sinh nên di sản này hoàn toàn là của con. Nhưng ba nói con nghe này, con giữ cái nhà này, khi nào xong hết thủ tục giấy tờ con phải bán miếng đất, con phải chia 50% cho cô Sáu và chú Bảy, mỗi người 25%. Còn lại 50% đó con phải cho con Nga, đặc biệt ba không có đặt con số cho. Con hãy cho con Nga vì nó theo phò ba con mười mấy năm, phần còn lại con nên tu sửa lại cái nhà. Ông Tê nói thêm, trước 49 ngày tôi có điện cho con Nhung, tôi nói Nhung ơi, có thể anh Năm xui khiến hôm nay để anh gọi em trước 49 ngày, chứ còn nếu anh không gọi thì tội nghiệp anh Năm lắm. Nhung ơi, anh đã nói em rồi, một lần ở An Sinh, anh nói chết rồi Nhung ơi, con Loan nó có khai sinh, cái kiểu này thì làm sao đây. Cách đây hồi năm 2017, một lần nữa ở An Bình, anh hỏi em có nhớ vụ bà bán bún ở Bình Tân không? Mấy ngàn lượng vàng, mấy trăm tỷ, rốt cuộc rồi tiền đó của bà con dòng họ của bà gửi, mà hoàn toàn không có giấy tờ, mà bà có đứa con nuôi, bà cho đi Mỹ, nó về lấy hết toàn bộ. Thì anh nói cho em nghe thế này, con Loan nó cũng vậy đó em, thì bây giờ em nhẹ nhàng với nó đi. Anh có nói với nó vụ miếng đất, thì con Nhung, nó mới nói một câu như thế này, miếng đất đó đang quy hoạch, làm sao bán? Mình không bán ở ngoài mà mình bán cho người trong đó, mình bán rẻ chút xíu người ta cũng mua thôi. Ngay sau khi đoạn ghi âm được phát tán, cộng đồng mạng vô cùng tức giận, cho rằng cô Sáu đã âm mưu muốn giành gia tài với cháu gái từ tận năm 2017, thời điểm anh ruột bị ung thư. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác thực được tính chính xác của đoạn ghi âm và người trong cuộc cũng chưa ai lên tiếng. Có thể nói, thời đỉnh cao, tên tuổi của nghệ sĩ Vũ Linh vang danh đến mức có thể đảm bảo cuộc sống cho cả một gánh hát. Tượng đài của sân khấu cải lương, cứ đến nơi nào nơi đó kín chỗ, vì vậy tài sản ông để lại không phải nhỏ. Sau đây là một vài hình ảnh hiếm hoi về căn biệt thự được thu lượm trong những bức hình mà anh em nghệ sĩ tới thăm ông những ngày ông không còn hoạt động nghệ thuật nữa. Mặt tiền và bên trong ngôi nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh khi ông còn sống là nơi đón tiếp rất nhiều nghệ sĩ tới thăm. Khán giả cũng được dịp chiêm ngưỡng căn nhà của nghệ sĩ vang bóng một thời. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 98, thời điểm đó kiến trúc không hiện đại như bây giờ nhưng đã rất kiên cố và nổi bật. Trong nhà, tại phòng khách treo nhiều ảnh của nghệ sĩ lúc còn ở đỉnh cao nghệ thuật, còn phòng bếp thì rộng rãi. Căn nhà thể hiện rõ lối sống và tâm hồn nghệ sĩ. Ông là người sống giản dị gần gũi với thiên nhiên, sân thượng trồng nhiều loại cây. Cả một vườn cây rộng lớn ông trồng trong nhiều năm giúp gia đình có những bữa ăn sạch. Nhưng quan trọng là giúp ông được thư thái trong tâm hồn, tìm thấy sự bình yên sau nhiều năm tháng cống hiến cho nghệ thuật. Gần đây trên TikTok lan truyền đoạn clip ghi lại khung cảnh tân gia biệt thự của Vũ Linh vào năm 98. Thời điểm đó có được cơ ngơi hoành tráng như nam nghệ sĩ là điều đáng mơ ước của nhiều người. Tiệc tân gia của ông được tổ chức rất lớn với vô số quan khách và các nghệ sĩ đình đám thời đó tham dự. Hết mình cho nghệ thuật và luôn gần gũi với đồng nghiệp công chúng, những phút cuối đời ông luôn được bạn bè đồng nghiệp tới thăm. Căn phòng ngủ ngay cạnh phòng khách trong không gian biệt thự lớn cũng nhờ đó được tiết lộ.